Rồi xin chào anh em, chào các bác. Thì tiếp tục tối hôm nay là em làm một cái clip ngắn nhé, thông báo hàng về. Thì chiều tối hôm nay em về được một ít sản phẩm thôi. Hôm nay về có vài món, không nhiều. Và em sẽ đi cụ thể từng sản phẩm hơn. Đây, đây là một con khủng long. Chút xíu em sẽ đi sau anh em nhé. Đấy. Rồi. Trước tiên thì hôm nay em về cho anh em đó là một đôi loa JBL. Đây là model là 4312 control monitor. Đây là một cái dòng kiểm âm trong cái tầm tiền tiếng rất là khá và ok. Đặc biệt em chơi nhạc vàng trữ tình ha, thì nó rất là hay. Vì em này sử dụng là mic giấy và tép giấy. Cũ bass 30 ha. Bass 30 gân xếp vải tẩm dầu. Dòng control monitor 4312 này thì em bán cũng nhiều, và hôm nay về được cho anh em một đôi tình trạng đẹp riêng, và giá hôm nay về rất là tốt để anh em chơi trong cái dịp Tết năm nay. Thì đây là sơ bộ về hình thức loa anh em thấy ha. Còn rất đẹp mà. Vân gỗ là còn nguyên hết nha. Rất đẹp. Đây. Để anh em có thể xem được cái hình thức của loa này. Đây là còn nguyên, em chưa có đánh cho nó bóng bẩy chút xíu, em chưa có làm luôn. Mới về đây, lưới căng còn dơ anh em thấy không? Em để nguyên. Đây. Rất là liền lạc anh em nha. Đó. Cái này đánh bóng bẩy là nó đẹp lắm anh em. Để nguyên luôn. Rồi, sử dụng một trép giấy, một trép giấy này, một mic giấy này và một bass 30 nha. Gân xếp vải tẩm dầu. Thì dầu lâu ngày xuống nó đổ, nó tụ ở đây nè, em thấy không? Đó. Hai vi tinh chỉnh. Đây. Lò rất đẹp. Đó. Một bên đây cũng vậy ha. Đó, anh em nhìn nè. Thì đồ bãi cũ thì không thể tránh gọi những cái vết lông mèo nhỏ anh em. Mà con này cũng còn khá đấy. Khá đẹp. Liên lạc ha. Đấy. Rồi. Rất là đẹp. Và đây thì mấy anh Mỹ hay về hay cái tình trạng là mấy anh Mỹ hay khắc số của mình ở đây nè, khắc bên đây khắc bên kia. Gông này còn rất là sáng nè mày nha. Đó. Hay khắc cái số lên đây, rất là thích khắc số làm dấu của mình ha. Trép giấy còn nguyên luôn nè. Đó, bát rất đẹp anh em nha. Dầu nó cũng tụ xuống đây em ha. Đó. Rồi, và cặp loa 4312 control monitor hôm nay em về với cái mức giá cực kỳ tốt luôn cho anh em chơi. Chỉ có 19.500.000 bao ship toàn quốc cho anh em. 19.500.000 thôi anh em. Một cặp loa để anh em nghe nhạc rất là tuyệt vời và giá rất là tốt trong dịp Tết ngày hôm nay. 19.500.000 là cả bao gồm cả phí ship cho anh em rồi nha. Nên em chuyển đủ là em bao tất cho anh em nha. Đó, một sản phẩm đầu tiên. Sản phẩm thứ hai hôm nay em về thêm đây chính là một con giải mã, giải mã DAC của The Nong, đó là DA500 màu đen alpha rồi sexing nè. Thì anh em thường biết là những cái con giải mã cao đời cao thì nó sẽ tích hợp những cái chức năng, những cái công nghệ nằm trong đó rất là nhiều. Ví dụ đơn giản hơn, cao cấp hơn chút thì đó là con Onkyo D1000, thì nó có xe mà giải mã thêm 32 bit, rồi nó có nhiều cái cổng vào. Em ví dụ như là cổng cổng USB này, có serial nè, EBU này, đấy đại khái ha, ra rồi ba lăng này. Đó. Rồi thì cái con The Nong này thì nó thật sự rất là cần thiết cho những anh em nào mà chơi tối giản, có nghĩa là rất đơn giản nhất là chỉ chơi giải mã từ Mac TV xuống nha. Chỉ cần bấm một thao tác là một cái nút, bấm một cái chọn kênh là chơi thôi, không có làm gì nhiều, không phức tạp nhiều. Đây là một con giải mã chuyên, có nghĩa là giải mã chuyên chỉ để giải mã thôi, không có làm thêm cái tính năng máy tính hay là USB gì cả, rất là đơn giản và rất là hiệu quả cho anh em chơi. The Nong BMA BCM DA500, một con giải mã rất là gọn gàng và rất là đẹp, giá cả thì hợp lý, không có mồi miết gì đây nè. Đấy. Đấy. Rồi em sẽ quay chi tiết phía sau. Đây nè em nha. Cổng vào rất là nhiều. Cổng vào em ấy có 5 cổng. Đó là 3 cổng quang và 2 cổng code. Ra là ra cổng ra số là đầy đủ code quang.
và ra analog đây để chúng ta đưa xuống âm ly, đưa xuống âm ly. Còn đây là cổng vào, ba cổng vào có sò, đây ba cổng vào, 1, 2, 3 là cổng quang, 4, 5 là cổng cót. Rồi chỉ cần đơn giản anh em chọn cổng và invert là nó chạy thôi, không làm thao tác rất là đơn giản và cái mức giá rất là hợp lý để cho anh em chơi nha, mức giá rất là hợp lý, rồi mức giá cực kỳ hữu nghị hợp lý cho anh em chơi nha. Con này thì có hôm trước em có bán một con màu vàng rất là lâu rồi, về được một con màu vàng thì hôm nay em về con màu đen. Con màu vàng lúc đó thì giá nó khoảng 8 triệu thì con màu đen hôm nay giá nó rất là mềm cho anh em chơi, mềm hơn rất nhiều, chỉ có 6 triệu đồng anh em. Chỉ có 6 triệu đồng thôi anh em nha. 6 triệu đồng một con giải mã DC chuyên cho anh em tối giản nhất, hợp lý nhất. 6 triệu đồng tặng kèm cho anh em một cọng dây quang nha. Một cọng dây quang cho anh em chơi. Đấy. Rồi, sản phẩm thứ ba. Sản phẩm thứ ba hôm nay em về là phục vụ anh em, đó là một con Amply đàn ông S10 ba la mã. Đây. Em quay như vậy thì anh em sẽ chưa phát hiện ra. Con hôm nay về rất là nói chung là về thì nó bị là mình phải chịu thôi anh em. Mình mua là mua hàng đẹp. Nhưng mà về thì bị vết thì nói chung là mình phải bán xả, gọi là xả như lỗ luôn á, thì cho nó hàng nó chạy thứ nhất, thứ hai là anh em có cơ hội sắm những cho mình những cái con Amply mà nó đẹp, giá mềm thật sự cho anh em chơi. Thì hôm nay tiếp tục cập nhật cho anh em, đó là con Amply S10 ba la mã nhá. Em đang có đủ mã S12, S13 la mã limited và con này là S13. Và con S13 hôm nay em về thì tình trạng máy móc là rin hết anh em. Rin, dây nguồn rin chân vàng có đầy đủ luôn. Nhưng nó rẻ, là tại sao mà nó rẻ? Thì cái trung bình á, cái mức giá của con S13 thì nó nằm khoảng 25 cho đến 27 triệu, dao động tùy lúc nha, nằm trong khoảng mức giá đó. Nhưng mà hôm nay em có con S13 này với cái giá cực kỳ ưu đãi cho anh em luôn, cực kỳ rẻ luôn. Rẻ hơn cả 5 triệu đồng luôn chứ không có ít đâu. Đó một cái lý do. Chính là anh em thấy là nắp lưng thì cũng không có mớp, có một cái vết xước ở đây, cái này chúng là làm hết này. Cái này hết này nè, không có khó, cái này thì dễ. Lưng thì còn nguyên. Cái này đúng ra là về đẹp chứ không phải là xấu. Do lính lát của em làm bất cẩn. Bất cẩn làm bị vết lông mèo trên mặt rồi, cho nên giá cho xả cho anh em chơi. Đây anh em thấy nha. Anh em thấy mà ảo ảo nó sẽ có một cái lết lông mèo. Đó anh em thấy không? Cái đó là do để hai cái Amply khui ra đi qua trúng nhau cái cạnh của cái Amply kia, đưa vô đây làm nguyên cái cạnh này đưa xuống, thế là mình mất trắng 5 triệu anh em nhé, mất trắng 5 triệu luôn. Bán một con Amply này lời lãi thì nó tầm khoảng 1 triệu hơn 1 triệu một con, tùy con, đẹp thì lời nhiều, không đẹp thì lời ít vài trăm, còn bị như vậy thì lỗ một khúc. Nhưng mà chỉ thật tình cho anh em, nếu hồi nãy em quay vậy nè, quay mà mình lướt anh em, quay theo cái kiểu dạng lướt là không có thấy. Quay chi tiết cụ thể như thế này gọi là quay, chỉ cho anh em nhé. Đó có vết lông mèo đó anh em. Đó thì với cái vết như thế này em bán xả lỗ cho anh em luôn. Nói chung là cũng rất đẹp rồi đấy, anh em thấy không? Đó liên lạc hết rồi. Em quay phía sau nhé. Đấy, ốc ác cũng còn đẹp hết nè, chân cẳng nè, chân cẳng bằng ghế luôn nè. Rồi anh em thấy không? Đấy đó, bằng ghế hết luôn cho anh em chơi nhé. Con này bán lỗ cho anh em luôn thì giá nó mềm xèo luôn, mềm mà xèo luôn là anh biết rồi, nó rẻ hơn con S12 luôn. Giá chỉ có 19.500.000 bán lỗ luôn anh em nha, 19.500.000 thôi. Tiếng rất là bất ngờ, tiếng rất là hay, chạy 16 sò MOSFET nhé. Ruột gan đẹp hết anh em. Đấy, có 19.500.000 bán lẻ cho anh em nha. Yêu thì phone ngay cho em thôi chứ giờ nó như vậy thôi thì mình đành chịu anh em ha. Đấy. Rồi, chia sẻ luôn. Anh em nào ok cảm thấy tuyệt vời chơi, không quan tâm những cái vết này thì chúng ta có thể mua về chơi được nha. Còn em là thua rồi đấy. Giá như thế là hết mức rồi. Giá là quá lỗ luôn chứ không có lãi nữa nè anh em nha. Đó. Rồi tiếp tục
sản phẩm cuối cùng của ngày hôm nay về. Đó chính là một con trầm, trầm Linh em nha, LINN, mã là 5150. Đây là một con trầm khủng long hiếm mà phải gọi là rất hay. Tầm em kiểm tra trên cái web thì con này phải gọi là rất là ít. Việt Nam chỉ có hình như có một người bán, mà lúc đó anh đó có một cặp vào năm 2018. Anh bán một cặp là 50 triệu, tính ra một con của nó là 25 triệu. 25 triệu một con. Con này mặc dù nó có một cái sở hữu một cái bát 30 cm, nhưng mà cái cũ của nó rất là gấu. Cái thứ hai là anh em nhìn ngoại hình mình nói là thùng gỗ lạng. Thùng gỗ lạng và size nó rất là gấu, size 45 vuông, cao nặng, nặng đâu đó khoảng vài chục ký. Em nhớ không lầm đâu khoảng 30-40 cân. Cái con này không anh em, rất là khủng. Rất là khủng luôn anh em. Con này là xuất cho thị trường Nhật nè, điện 100V nè anh em. Thì nó có cái nắp đây nữa nè, chúng ta có thể gỡ ra nha. Đó. Nó chỉnh rất nhiều. Đó, chỉnh rất nhiều. Trạm rắc ở đây nè, công tắc ở dưới đây nè anh em. Cho ghim ngược xuống nó lòi ra nha. Đó, bát thì nó có bảo vệ luôn cái khung đai lưới đây luôn nè. Em thấy không? Rồi. Đó, chỉnh tần số nè. Công tắc nằm phía dưới đây nè. Nè anh em thấy nè. Đó. Con này gấu lắm anh em. Một con trầm hiếm VIP và gấu nha. Đây. Và hiện tại con trầm này giá tại shop em nó là giá đang bán tại shop em là 22 triệu 500 ngàn. 22 triệu 500 ngàn bao ship cho anh em. Một con trầm khủng long. Siêu khủng long hiếm. Con này tiếng bass rất là mềm, rất là sâu và cũng rất là mạnh nữa nè. Nó đáp ứng đủ cái yếu tố mà chúng ta cần ở con trầm nha. Đó, anh em nào đam mê. Rất là gấu, anh em thấy nó bự to, rất là to. Cao nó khoảng hơn 50 rồi. Nó có cái chân đế ở dưới anh em thấy không? Đó. Rồi. Hôm nay thì em về được bao nhiêu đây sản phẩm thôi. Anh em nào yêu con nào thì phone ngay cho em. Qua số điện thoại 0436 1245. Và giá là em bao ship toàn quốc cho anh em nếu anh em chịu khoản đủ anh em nha. Ship cọt thì anh em vui lòng chuyển trước giúp em 20%. Và em không bao ship cho ship cọt. Xin cảm ơn em rất nhiều.